video trước thì chúng ta tìm được các phần 1.1.6 khảo nghiệm dòng vô tính ở một số vùng sinh thái. 1.1.8 giống nhân giống sinh dưỡng. 1.2 các giống keo lai nhân tạo. 1.2.1 lai khác loài giữa keo tay tượng và keo la tràm. 1.2.2 lai trong loài ở keo la tràm. 1.2 các hai các giống lai bạch đàn, giống các giống bạch đàn lai. 2.1 bạch đàn lai tự nhiên. 2.2 bạch đàn lai nhân tạo. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần này. Điều thú vị, năm 1970 đã phát hiện cây lai DF2 gọi bạch đàn lai tự nhiên có hiện tượng phân ly theo kiểu nhị hạng thức bậc N dạng A cộng B mũ N, xác định các dạng cây theo hình thái lá cho 896 cây con ở giai đoạn 3 tháng tuổi. Ta thấy có 19 cây giống bạch đàn Kaman, 139 32 cây trung gian giống bạch đàn Kaman, 643 rồi. Bạch đàn Kaman, cây trung gian 91 cây trung gian giống bạch đàn đỏ và 11 giống bạch đàn đỏ. Khi tính theo phần trăm tỷ lệ phân ly này là 1.7 với 4, 58.4, 8.3, 1. Tỷ lệ này cho thấy phân ly của cây này F2 thì thiên về hệ mẹ là bạch đàn Kaman Lê Đình Khả 1970. Bạc 7.11 sinh trưởng của bạch đàn lai và bố mẹ tại rừng trồng 7 tuổi trồng năm 1960 đến 1961, đo năm 1967 đến 1968. Địa điểm Kim Sen, Quảng Ninh, Mạo Khê, Quảng Ninh, Ba Hàng, Hà Thái Nguyên, Đền Hùng, Phú Thọ, Đền Hùng 2, Phú Thọ. Đáng tiếc là thời kỳ năm 1970 do kỹ thuật lâm dâm hòm tích hợp
chưa có kỹ thuật dẫm học thích hợp nên mạch đàn này đã không được phát triển sản xuất ở Việt Nam. Một số nơi đã thử xây dựng vườn giống bằng cây ghép xong cũng không thành công. 2.2 mạch đàn lan nhân tạo. Lai Châu Bạch Đàn được nhiều nước quan tâm từ chối vào năm 1960. Nhiều tổ hợp lai khác loài mà E. grandis và E. europaea được dùng làm cây mẹ đã được nhân tạo Martin năm 1989. Từ năm 1989, Viện Lâm nghiệp Nhiệt đới của Trung Quốc đã tạo ra 204 cây lai giữa E. europaea và E. tereticonis, E. camandulensis và E. extra, E. grandis, E. saligena và E. pellita, trong đó một số cá thể cây lai Europaea, E. tereticonis và E. europaea, E. camandulensis đã có ưu thế lai rõ rệt về sinh trưởng so với bố mẹ của chúng. Cây lai có thể tích vượt bố mẹ tương ứng là 120,7% và 89,4%. Năm 89,4% Sinh En Wang 1966, Sen Siu Hun 1000 năm 2000. Các tổ hợp lai thuận nghịch giữa Europhila và E. grandis cũng được tạo ra ở Trung Quốc. Wang En Yang 1996, Rijender Gabriel En Rijender Marcos năm 2000. Trong đó có một số rất thích hợp với điều kiện lập địa ở vùng đồi, có khả năng chống chịu gió và có năng suất 45 đến 48 mét khối trên hecta trên năm như Europhila lai E. tereticonis 1000 ATH 1000 A2 TH 9211 LH 4 đến 6 bài C Ayu Suzian Min Gan Sinh 2003 cũng như ở Brazil và Indonesia. H Yanto N Trisdasa 2000, một loạt tổ hợp lai giữa các loài E. alba, E. camandulensis, E. microtheca, E. terericonis, E. polycarpa và E. torreliana ở Ấn Độ trong các năm 1991 đến năm 1999 ở giai đoạn 6 tháng tuổi đã có ưu thế lai khá rõ so với bố mẹ. Chương trình cải thiện giống cho E. pellita dựa trên lai thuận nghịch cũng được thực hiện ở tại Ponite Nore ở Congo. Sinh trưởng của cá thể tốt nhất của các tổ hợp lai khác loài đã vượt trội các xuất xứ tốt của các loài bố mẹ HU năm 1998. 2.2.1
thu nhận cái lai và các loài hình đặc trưng hình thái lai tận nghịch giữa các loài Elophila, Europhila và lai Exerta và Ekamanulensis ở Việt Nam đã được Trung tâm Nghiên cứu giống cây thực hiện năm 1977. Đến năm 2000, hơn 60 tổ hợp lai giữa ba loài nói trên đã được tạo ra, trong một đó một số sinh trưởng gấp 1,5 đến 2 lần các loài bố mẹ. Nghiên cứu bảo quản hạt phấn đã thấy rằng ở nhiệt độ âm 30 độ C, hạt phấn bạch đàn Kaman có thể bảo quản được 4 năm mà vẫn giữ được tỷ lệ nảy mầm 79%. Lê Đình Khả, Nguyễn Việt Cường 2001. Nghiên cứu cũng thấy rằng phương thức tụ phấn có ảnh hưởng tỷ lệ đậu quả một số hạt trong quả và khối lượng của 1.000 hạt chắc từ tụ phấn trong bao cách ly thì không kết hạt tụ phấn do tỷ lệ đậu quả cao trong song số lượng trong quả ít và khối lượng 1.000 hạt lớn. Tụ phấn có kiểm soát theo phương thức lai giống có số hạt trong quả nhiều hơn rõ rệt so với tụ phấn tự do, khối lượng 1.000 hạt cũng thay đổi tùy theo cách các bố mẹ cụ thể được dùng trong tụ phấn và tụ phấn có kiểm tra. Khối lượng 1.000 hạt cũng thay đổi tùy theo các bố mẹ cụ thể được dùng trong tụ phấn có kiểm tra. Ở một số cá thể của Exerta có hiện thực trực cảm, song ở cá thể Urophila và Camanulensis lại không có hiện thế do hiện tượng này. Các nghiên cứu về hình thái giải phẫu lá ở giai đoạn vừa đưa 10 tháng tuổi bảng 7.1 cũng cho thấy các tổ hợp lai đều có tính trung gian hoặc lớn hơn các loài bố mẹ, trong khi chỉ số lá luôn luôn thể hiện tính trung gian giữa các loài bố mẹ. Bảng 7.11 đặc trưng của hình thái giải phẫu lá một số tổ hợp bầy đàn lai và bố mẹ ở giai đoạn 10 tháng tuổi. Tổ hợp lai U29, U29E1, E1, U29, E1, độ dài cuồng lá cm 1.3, 0.7, 0.7, 0.7. Hình thái lá dài cm 9.3, 12.1, 11.1, 10.3, rộng cm 6, 2.8, 2.3, 0.9, chỉ số dài rộng 1.7, 4.4, 4.9, 12.1. Diện tích lá cm vuông 39.2, 21.5, 16.3, 16.6. Số khí khổng trên mm vuông mặt trên 0, 118.2, 101.9, 193.7, mặt dưới 409.4, 434, 449.1, 400.6. 2.2.2 khảo nghiệm một số tổ hợp lai bạch đàn. Một số giống gồm nhiều tổ hợp lai khác, loài UC, UE, EU, EC và UU đã được khảo nghiệm so sánh với các xuất xứ tốt nhất của các loài bố mẹ như UEgon, U27, U28, U29, E1, E2, E4. Khảo nghiệm được tiến hành tại Thụy Phương, Hà Nội, Cẩm Quỳ, Hà Tây và một số vùng khác trong nước. Khảo nghiệm tại Thụy Phương trên đất đồng bằng sâu ẩm giàu dinh dưỡng, khảo nghiệm tại Ba Vì, đất trên đồi đất trọng mỏng lớp nghèo dinh dưỡng và thiếu nước trầm trọng trong mùa khô.
Stovall có sinh trưởng kém nhất và gấp 3 đến 6 lần bố mẹ của chúng. Khảo nghiệm tại Ba Vì ở giai đoạn 3 năm tuổi, tổ hợp các bầy đàn lai và bố mẹ đều có sinh trưởng kém hơn tại Tây phương, mặc dù cây lai vẫn nhanh hơn các xuất xứ tốt nhất của và bố mẹ của chúng. Hơn nữa, mức độ thể hiện ưu thế lai cũng thấp hơn rõ rệt so với khảo nghiệm tại Tây phương. Khảo nghiệm cũng cho thấy biểu hiện của ưu thế lai vừa chịu ảnh hưởng của hệ quan hệ di truyền, vừa chịu ảnh hưởng của hệ mẹ thể hiện trong lai thuận nghịch. Và chịu ảnh hưởng của điều kiện hoàn cảnh. Lai thuận nghịch vị trí làm bố và mẹ và làm mẹ được đổi cho nhau. Là tuần nghịch vị trí làm bố và làm mẹ được trao đổi cho nhau, tạo nên sự thay đổi rất lớn về thể tích thân cây lai và có biểu hiện hoàn toàn trái ngược nhau ở những điều kiện lập địa khác nhau. Rồi tôi nghĩ làm tại thị phương U29E4 và bằng 104,1 decimet khối trên cây. E4 U29 bằng 75 decimet khối trên cây. Tại Ba Vì E4 U29 37 decimet khối trên cây. U29E4 30,4 decimet khối trên cây. Một đặc trưng quan trọng là sinh trưởng của các tổ hợp lai thay đổi trong những điều kiện lập địa khác nhau. Ở thị phương, tổ hợp lai có sinh trưởng nhanh nhất là giống lai bạch đàn Uro với bạch đàn Kaman. Thứ tự các tổ hợp lai và các lai bố mẹ được xếp theo sinh trưởng từ nhanh đến chậm là UC, UE, UU, EU, U, EC, CE. Ở Ba Vì, các tổ hợp lai có sinh trưởng nhanh nhất là giữa bạch đàn Uro và bạch đàn Liễu. Trật tự xếp hạng theo thể tích thân cây của các tổ hợp lai và bố mẹ của chúng cơ bản là UE, UU, EU, UC, UEC, CE. Như vậy, trong điều kiện đất tốt có các tổ hợp lai UC có sinh trưởng nhanh nhất, còn trong điều kiện đất khô xấu, một số tổ hợp lai thuận nghịch giữa bạch đàn Uro với bạch đàn Liễu E, UE và EU lại có sinh trưởng nhanh nhất. Thank you.
Tổ hợp lai giữa bạch đàn Kaman và bạch đàn Liêu EC luôn có sinh trưởng kém ở cả hai lập địa và chỉ sinh trưởng nhanh hơn một số bố mẹ của chúng như cũng như nhanh hơn giống sản xuất của hai loài bố mẹ. Hình 7.6, mặt khác hình 7.6 cũng cho thấy trong điều kiện đất tốt, cây đa lai đã có sinh trưởng nhanh hơn rõ rệt so với các loài bố mẹ trong lúc ở nơi đất xấu. Sự khác biệt này có phần ít hơn. Một cái khác, điều kiện sinh trưởng càng thuận lợi thì ưu thế càng thể hiện rõ rệt. Được tạo ra sau này và khảo nghiệm tại Mỹ Đức, tỉnh Bình Dương cũng thấy rằng sau 2 năm các tổ hợp lai TP AT1P17, C1P17, P18U29, P18U29C3 có thể đạt thể tích thân cây 21,8 đến 26,1 decibel khối trên cây, trong lúc giống U29 có thể tích thân cây 9,7 decibel khối trên cây. Một số giống sinh trưởng kém nhất trong khảo nghiệm chỉ đạt 6,8 đến 8,5 dm khối trên cây. Nguyễn Việt Cường 206 22.3. Tiềm năng bột giấy của một số giống bạch đàn lai. Nghiên cứu cho cây 3 tuổi tại Ba Vì đã thấy rằng các tổ hợp lai đều có tỷ trọng gỗ 495 đến 511 kg trên mét khối, cao hơn 2 đến 14% các loài cây bố mẹ. Các loài bố mẹ được dùng trực tiếp để lai giống 0,437 đến 0 đến 490 kg trên mét khối. Trong khi thể tích thân cây của các tổ hợp lai lại cao hơn rất nhiều so với các giống bố mẹ, nên khối lượng gỗ ở các cây lai có thể gấp 2 đến 5 lần các giống bố mẹ được dùng trực tiếp để lai giống và cũng gấp 1,4 đến 3 lần các giống sản xuất. Như vậy, một số trường hợp lai vừa có sinh trưởng nhanh vừa có tỷ trọng gỗ lớn hơn bố mẹ nên đã sản xuất được một khối lượng gỗ lớn hơn rất nhiều so với các loài bố mẹ trong cùng một thời gian và cùng một mật độ trồng hoàng quốc lâm 201. Chiều dài sợi cellulose ở một số tổ hợp.
nên sản xuất được khối lượng. Khối lượng gỗ lớn hơn rất nhiều so với các loài bố mẹ trong cùng một thời gian và cùng mật độ trồng hoàng cổ lâm là 201. Chiều dài sợi hơn bố mẹ U29C4 U29E1 trong lúc trong một số khác lại nhỏ hơn các trò trung gian giữa các loài bố mẹ E1 U29 E1 C4. Chiều dài thành vách tế bào ở gỗ cái lai có tính chất trung gian giữa các loài bố mẹ. Hàm lượng cellulose của cây 3 tuổi có các tổ hợp lai U29C4. U29E1 và U1 U29. Đều cao hơn bố mẹ từ trừ tổ hợp lai E1C4. Đều cao hơn bố mẹ trừ tổ hợp lai E1C4, còn hàm lượng lignin của cây lai lại tương tác loài các loài bố mẹ. Đánh giá hiệu suất bột giấy ở giai đoạn trước và sau tẩy cho thấy cây lai có thể cao hơn, cao lớn hoặc thấp hơn, cao hơn hoặc thấp hơn các loài bố mẹ trong tổ hợp lai U29E1 có hiệu suất bột giấy trước và sau tẩy tương là 48,8% trong và 46,2% cao hơn 1,4 đến 4,8%. So với các tổ hợp lai khác và so với các loài bố mẹ, đây cũng là tổ hợp có chỉ số kappa tương đối thấp và lượng kiềm dư tương đương
với các loại bố mẹ theo các 1994 thì loại nguyên liệu có hiệu suất bột giấy 48% được coi là tốt nhất cho sản xuất giấy. Hơn nữa, công nghiệp sản xuất giấy, việc tăng hiệu suất bột giấy lên 1 đến 2% được coi là có ý nghĩa đáng kể. Vì vậy, đây là tổ hợp lai rất có triển vọng gây trồng trên sản xuất một số loài giấy thích hợp, trên một số loại giấy thích hợp. Bảng 7.13 thì trong gô tính chất hóa học và hiệu suất bột giấy của một số bầy đàn lai ở giai đoạn 3 tuổi. Ngoài ra, kết quả nấu bột còn cho thấy 3 trong 4 tổ hợp bầy đàn lai được nghiên cứu có chỉ số kappa 18 đến 20 và không có bột sống, trong khi các loại bột tre, nứa và gỗ lá kim thường có chỉ số kappa sau nấu 25 đến 30 và lượng bột sống 2 đến 5% so với nguyên liệu khô, chứng tỏ các giống lai bầy đàn ở giai đoạn đợt gần 3 tuổi tương đối dễ nấu, sử dụng một hàm lượng kiềm vừa phải so với lượng kiềm dùng để nấu bột tre nứa và các loại gỗ lá kim 24 đến 26% cho phép tạo ra các loại bột có hiệu suất phù hợp với chỉ số kappa. Cho bột có hiệu suất phù hợp với chỉ số kappa và có lượng bột giống thấp. Hoàng Quốc Lâm 2001 2.2.4 chọn lọc cây trội từ các tổ hợp bầy đàn lai. Sau khi ta tạo được các tổ hợp lai và khảo nghiệm giống lai để xác định các tổ hợp lai có năng suất cao trên một số lập địa thì việc chọn lọc cây lai có năng suất và chất lượng thân cây cao nhất để tiếp tục khảo nghiệm so sánh với các giống đã có trong sản xuất và là bước đi hết sức cần thiết trong công tác chọn tạo giống các giống lai. Việc chọn lọc cây trội xong trong bởi các tổ hợp lai đã được tiến hành trong các khu bảo nghiệm khảo nghiệm tại Ba Vì quần thể nên
để chọn lọc cây trội là các tổ hợp lai có sinh trưởng nhanh nhất trong các công thức thí nghiệm hoặc các tổ hợp lai tốt nhất đã được trồng theo đám 100 đến 300 cây. Những cây trội được chọn lọc là những cây có sinh trưởng tốt nhất, có hình dáng thân cây đẹp nhất, tán lá phát triển cân đối và không bị sâu bệnh. Trong trường hợp nên chọn lọc là tổ hợp lai có sinh trưởng nhanh nhất như U29E1, U15C4, GU vân vân thì cây trội được chọn có thể chỉ là cây có sinh trưởng trung bình trong tổ hợp, song đây là cây có hình dáng đẹp nhất và không bị sâu bệnh. Đây là những cây được chọn có tốc độ so với xuất xứ Aegon Flores của Eolophila xuất xứ tốt nhất về đường kính là 18,2 đến 68,6%, về chiều cao là 11,7 đến 40,8% và thể tích là 11,3 247,4%. Nói cách khác, cây trội được chọn có thể tích thân cây gấp 1,5 đến 3,5 lần giống sản xuất tốt. Bảng 7.14 sinh trưởng của một số dòng lai bạch đàn 2 tuổi tại Vạn Xuân, Phú Thọ. Dòng U29E1 chấm 4, U15E4 chấm 83, 2.2.5 khảo nghiệm giống lai bạch đàn được chọn. Khảo nghiệm tại lâm trường Vạn Xuân, bảng 7.14 hình 7.7 cho thấy trong các trường dòng bạch đàn lai được chọn có một số dòng sinh trưởng vượt trội rõ rệt so với các dòng đối chứng như U6, GU8, PN2, PN14 cả về đường kính, chiều cao và chỉ số thể tích thân cây, đặc biệt là các dòng U29E1 2.24, U15E4 8.3, U29E2 5 hình 7.7, bạch đàn lai U29C3 trái anh 1, U29C1 trái anh 2 và U6 phải anh 1 và 2 tại lâm trường Vạn Xuân ở giai đoạn 2 tuổi. Năm 2001, chăn nuôi phát triển. Quyết định số 4356 ngày 19 tháng 9 công nhận 31 cây trội thuộc 8 tổ hợp lai U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U24, U26, C4, U15C4, U30E5 lấy khảo nguyên vị cơ 2001.
2.2.6 nhân giống bạch đàn bằng nuôi cấy mô, nghiên cứu giống nuôi cấy mô cho giống lai bạch đàn liễu và bạch đàn da đàn trắng đã được Nguyễn Ngọc Tân và cộng sự năm 1997 thực hiện thành công vào từ năm 1993 và thấy rằng dùng BAP thêm vào môi trường cơ bản là MS có thể đạt được 20 đến 30 chối hom, môi trường MS cộng IBA có thể đạt tỷ lệ da dễ 80%. Giống lai được sử dụng để nghiên cứu nhân giống bằng nuôi cấy mô là U29C3, nghiên cứu do nhóm của Đoàn Thị Mai 2000 thực hiện bằng cách lấy các chồi non của cây hom 3 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy khử trùng mẫu vật trong HGCl2 nồng độ 0,1% cho chồi đoạn 2 trong thời gian 8 phút là có hiệu quả cao nhất, còn xử lý bằng canxi hypochlorite đã cho hiệu quả thấp, rất thấp. Tỷ lệ bật trồi hữu hiệu bằng tỷ lệ của mẫu không nhiễm với tỷ lệ mẫu cây trồi ở giai đoạn 2 là 48% thời gian 8 phút, thì trồi đoạn 1 chỉ đạt 14,8 đến 22,2% thời gian 8 đến 10 phút, còn xử lý bằng canxi hypochlorite 10% cho trồi đoạn 1. Và trồi đoạn 2 chỉ có tỷ lệ bật trồi hữu hiệu cao nhất đứng là 10,8 đến 10,8% và 7,3%. Nghiên cứu cũng cho thấy từ tháng 5 đến tháng 8 là thời kỳ khử trùng có hiệu quả nhất, mẫu ít bị nhiễm khuẩn nhất và có tỷ lệ bật trồi cao nhất. Thời gian bật trồi vào khoảng 20 ngày các tháng đều cho hiệu quả thấp hơn, thời gian bật trồi cũng lâu hơn khoảng 30 ngày. Trồi đã bật của bạch đàn lai sau khi sử dụng được cấy chuyển vào môi trường nhân trồi là MS và có bổ sung BAP và KN lá và phối hợp giữa hai chất này ở các nồng độ khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung BAP làm tăng số trồi trên lên rõ rệt, trong đó công thức bổ sung BAP 0,5 mg trong 1 lít MS đạt số chồi trong mỗi cụm cao nhất 16,6 chồi trên cụm, ở mỗi cụm cá biệt có thể đạt 20 đến 30 chồi trên cụm. Bổ sung BAP ở các nồng độ khác đều cho số chồi ít hơn, còn bổ sung KN hoặc BAP KN đều cho hiệu quả thấp. Ví dụ bổ sung BAP cộng 0,1 KN thì công thức cao nhất chỉ đạt 8,3 chồi trên cụm. Nhân số chồi bạch đàn lai cao 2,5 đến 3 cm trong khi môi trường da dễ là MS có bổ sung 1 mg IBA vào 1 lít có thể đạt tỷ lệ da dễ 83,8%. Bổ sung IBA ở các nồng độ thấp hơn hoặc cao hơn đều có tỷ lệ da dễ thấp. Khi bổ sung NAA thì tỷ lệ da dễ cũng cao nhất, cũng chỉ đạt 51% ở nồng độ 1 mg trên 1 ms. Cây mô đã da dễ được cấy vào đầu bầu gồm 94% đất đồi cộng 5% đất chống phân chuồng hoại cộng 1% NPK sau 3 tháng có tỷ lệ sống 76,83%. Tóm lại, nuôi cấy mô tổ hợp lai U29C3 có hiệu quả nhất cho là dùng đoạn 2 khử trùng bằng HCl2 0,1% trong 8 phút. Môi trường nhân trồi là 0,5 mg BAP trong 1 lít MS, còn môi trường da dễ thích hợp là bổ sung 1 mg IBA trong 1 lít MS.
ba nghiên cứu giống thông nhựa ở một số loài thông khác. Các loài thông Tochi pinus, những loài gây cây trồng rừng chính ở các nước châu Âu, đã có một lịch sử lai giống khá lâu năm. Ba nghiên cứu loài giống thông nhựa với một số loài thông khác. Các loài thông thuộc chi Pinus, những loài cây trồng rừng chính ở các nước châu Âu, đã có một lịch sử giữa Pinus Diga với P. taeda cuối những năm 1970, Nikken and Robinson 1989 cũng giống ra giống lai P. eliotti. Lai Caribaya ở Australia, giống lai thông cũng được tạo ra ở Mỹ, Nam Tư, Hy Lạp, Rumani, vân vân cho các loài Perigata. Vì thế, việc lai giống và một số loài thực hiện ở nước ta nhằm tạo một số tổ hợp lai kết hợp được một số ưu điểm của các loài này mà là một hướng đi cho phép tạo được các giống lai mới mà trong tự nhiên không có. Hình 3.8 chụp bao cách ly.
khi lai giống thông đuôi ngựa. Đuôi ngựa với thông nhựa, trái các tổ hợp thông nhựa với các loài thông khác tại Ba Vì từ năm 1995, trung tâm nghiên cứu giống cây đã giống cây đã có những nghiên cứu về cất trữ hạt phấn thông nhựa Pipinus mercusii và thông ngựa đuôi ngựa. Mansonia PMA và đã thấy rằng hạt phấn đuôi thông đuôi ngựa và thông nhựa lúc thu hái có tỷ lệ nảy mầm tương ứng là 89,4% và 59,2% cất trữ ở nhiệt độ 20 độ C thì sau 1 năm vẫn có tỷ lệ nảy mầm tương ứng là 79,2% và ba mươi lăm phẩy bốn phần trăm. Lê Đình Kháng, Nguyễn Việt Cường 1995. Điều đó cho phép chủ động lai giống cho một số loài thông có thời vụ nở hoa khác nhau như thông nhựa, thông đuôi ngựa, thông Caribe. Thông Caribe, các loài thông đang trồng ở nước ta như thông nhựa PME, thông đuôi ngựa PMA, thông ba lá PKCA, PK và thông Caribe PCaribe, PAIA, PCA là những loài có quan hệ khá thân thuộc với nhau. Theo SO 1924 thì các loài này đều thuộc cùng một nhánh phụ subsection, song thuộc hai nhóm khác nhau, nghĩa là ba loài PME, PMA và PK đều thuộc nhóm Lanricones, PCA thuộc nhóm Australis. Còn theo Little and Crisfield 1969, Bly và Cộng sự 1998 thì cả bốn loài nói trên đều thuộc cùng một nhánh section, trong đó ba loài đầu thuộc nhánh phụ C. vetris, PCA thuộc nhánh phụ Australis. Vì vậy nên việc lai giống giữa PME, PMA và PCA là có thể thực hiện được. Thí nghiệm kích thích ra hoa. Thí nghiệm ra hoa được sử dụng các tại giống thông nhựa Ba Vì với sự hướng dẫn của Cos
An Quy Phích 2001, Viện Lâm nghiệp Thụy Điển, Scotford thông qua dự án Sarex về cải thiện giống cây rừng, thí nghiệm ảnh hưởng của gibberellin GA47 đến khả năng hình thành nón đực và nón cái của cây ghép thông nhựa. 4 5 tuổi thực hiện bằng cách bơm dung dịch 40 mg GA 1/4 hòa trong 0,8 lít cồn tuyệt đối vào hai phía của gốc cây ghép. Mua gốc qua lỗ khoan 40 mm sâu 2,5 cm trong 2 lần đầu tháng và giữa sáng, vừa sáng mỗi lần bơm 0,2 ml cho mỗi lỗ tức 0,4 ml cho cả hai lỗ. Sau đó dùng băng bít lại xử lý GA 4/7 được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 10.